29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Lấy dân là gốc để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị. Niềm tin của nhân dân với quân đội tăng lên. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận định năm 2023, toàn quân đã quán triệt, cụ thể hóa và có nhiều biện pháp, cách làm bài bản, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo được chuyển biến toàn diện, vững chắc trên các lĩnh vực công tác. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 5 điều chỉnh tổ chức lực lượng. Đây là đợt điều chỉnh lớn về tổ chức lực lượng quân đội được tiến hành bài bản, thận trọng, chắc chắn, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Chủ tịch nước nhận xét, các hoạt động đã khẳng định sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta, thể hiện tư duy mới, cách làm mới, tính chủ động, sáng tạo trong công tác, năng lực làm chủ khai thác, sử dụng, nghiên cứu chế tạo, sản xuất các loại trang bị, kỹ thuật mới. Niềm tin của nhân dân ta đối với quân đội, với bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tăng lên, tín nhiệm đối với lãnh đạo quân đội ở mức cao. Mỗi việc làm, hành động đẹp của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh của Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, tiên phong, không quản ngại hy sinh, gian khổ, điều động gần 60.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 3.000 lượt phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm, tham gia phòng chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, kể cả ở nước ngoài. Quân đội luôn xung kích, nòng cốt, tiên phong, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, khôn khéo, linh hoạt, thực chất, hiệu quả. Đội ngũ tướng lĩnh phải chí dũng, nhân, tím, liêm, trung. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với quan điểm dựa vào dân, dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể. Toàn quân tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ. Quân đội phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Các đơn vị tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến ứng phó hiệu quả với các loại hình chiến tranh công nghệ cao. Quyết liệt thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng đúng kế hoạch, lộ trình, cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng. Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Chủ tịch nước chỉ đạo cần đặc biệt chăm lo xây dựng Đảng bộ quân đội thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, là Đảng bộ gương mẫu về mọi mặt, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương chỉ đạo của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ với lộ trình điều chỉnh tổ chức lực lượng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan vững mạnh, đặc biệt là đội ngũ tướng lĩnh phải có phẩm chất, chí, dũng, nhân, tín, liêm, trung như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.